Gà ăn sỏi để dễ tiêu hóa thức ăn. Gà tiêu hóa thức ăn. Gà tiêu hóa thức ăn để lấy sức đẻ ra trứng. Người ta lại lấy trứng để làm bánh trứng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn ba thứ tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại rất liên quan đến nhau mà do một đất nước Thái Lan sản xuất. Nó là kẹo sỏi bởi vì nhìn nó rất giống những viên sỏi nhưng hoàn toàn khác với kẹo sỏi sô cô la mà mình ăn ở thời đi học tiểu học. Kẹo này còn được biến tấu với những vị khác, đấy là vị me Thái. Nhìn thì thấy giống hạt trong quả me lắm nha mọi người. Mình cứ cảm giác là ăn xong cái cây me nó sẽ mọc trong ruột mình vậy. Bên ngoài được bọc một lớp màu nâu cánh rán, nhìn thì mọi người có thể tưởng nó là sô cô la nhưng thực chất nó chỉ là kẹo đường thôi các bạn ạ. Mới cắn vào viên kẹo thì cảm giác hơi cứng cứng. Ăn thì có vị chua ngọt, ngọt của đường, chua của me. Nhưng về phần chua thì nó sẽ nhiều hơn nha mọi người. Okay. Nghe nói một quả trứng giả này lượng calo sẽ ít hơn một quả trứng ngỗng bình thường. Và các chất gelatin có trong quả trứng giả này vốn dĩ được chiết xuất từ bì của động vật. Vì vậy các nhà máy sản xuất gelatin ngày trước thường được đặt cạnh các lò mổ và phân phối thịt động vật để dễ dàng thu mua bì cho nó tiện lợi. Sau khi ăn, mình cảm thấy nó cũng không khác biệt so với kẹo dẻo của Việt Nam. Có thể là do hình dạng đáng yêu nên số lượng kẹo tiêu thụ ở trong siêu thị vẫn khá là lớn. Các siêu thị thường để những loại kẹo này ở quầy tính tiền để khi các em bé đợi mẹ thanh toán sẽ đòi mua vì sự đáng yêu của nó. Quả là một quyết định thông minh mà. Nhìn ngoài có vẻ mọi người thấy nó chỉ như một chiếc bánh trứng bình thường. Tuy nhiên nó là thuộc loại bánh trứng hàng kinh điển nên để tiêu thụ tốt hơn, nhà sản xuất đã nghiên cứu ra nhiều loại vị khác nhau. Và trên tay mình đang là vị chuối. Cũng để nâng tầm luxury của nó lên, bọn mình sẽ dùng dĩa để ăn. Cùng công thức lên độ xốp mềm của bánh không lẫn đi đâu được. Nhân của bánh thì khá là mịn và có thể thấy rõ mùi của trứng gà tươi và mùi thơm của chuối. Cái vị này ăn khá là lạ và cũng đỡ ngán hơn bánh trứng truyền thống. Theo cá nhân của mình thì cái bánh này bên ngoài mềm, bên trong béo ngậy, ăn thì rất là ngon. Vậy là sau khi ăn cả ba món ăn vặt ngày hôm nay thì mình nhận ra cả ba chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ngoài những sự liên kết do những cái tên bọn mình tự đặt ra. Anh em muốn bọn mình review món gì thì cứ comment xuống dưới nhé. Anh em mình sẽ cố gắng thực hiện. Review qua hàng rào. Món nào cũng review.